xin chào anh em rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính này của jimmy và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi jimmy có những video mới và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ seiko mod nha anh em hộp của seiko mod thì mình sẽ mua một cái hộp nhôm để vận chuyển cho anh em không có bị trầy móp cấn xước gì hết và như thường lệ thì Seiko Mod trước khi vào video mình sẽ nói sơ về Seiko Mod để một số anh em mới chúng ta có khái niệm chung chung về Seiko Mod nha. Seiko Mod thì mình hiểu năm nào là Seiko độ đi, là chúng ta sẽ sử dụng bộ máy của Seiko để kết hợp với những cái vỏ dán kim cọc mua từ bên ngoài. Tức là hãng Seiko không sản xuất vỏ kim cọc như thế này. Tại vì nếu mà Seiko mà sản xuất một cái mẫu như thế này thì sẽ đụng bản quyền của những thương hiệu Rolex và họ sẽ kiện. Cho nên là chúng ta tự chơi thôi, chúng ta tự đưa ra cái option cho mình. Một cái phần độ linh kiện giống như là anh em uh, mua xe về chúng ta độ bô độ phụt của những thương hiệu lớn Có những cặp phụt nó tới 5-7 triệu bô cũng vậy Anh em uh, nghiên cứu xe hoặc chơi xe chúng ta sẽ hiểu Thì uh, Seiko Mod cũng vậy thôi Có hai trường hợp, một là sử dụng lại bộ máy Seiko, anh em đang có đồng hồ Seiko Muốn uh, trang bị đổi qua một cái mẫu mới, một cái giỏ mới thì chúng ta mua Benzami cũng có làm, cũng có hỗ trợ độ lại uh, Trường hợp thứ hai là trường hợp như thế này, đây mi làm một nguyên một con mới luôn À, từ máy kim cọc vỏ mình làm mới hết nguyên bộ máy mới này là H35A của Seiko độ vô những cái vỏ mới và đây là một cái kiểu Seiko mod Deadchest rất là đẹp sang trọng thép không rỉ kính sapphire thì chúng ta không có gì phải lăn tăng à, rất là bền bỉ không sợ một hôi muối nè kính sapphire chống chảy xước tốt bộ dây Jubilee rất là sang trọng đẹp hoàn thiện cũng rất cao Độ hoàn thiện thì nó phải tùy vào cái loại à, vỏ mà anh em mua cho nên là Ben là chọn cái loại tốt nhất cho nên là anh em thấy là cái độ hoàn thiện rất là cao. Hàng rất nét, kim cọc vỏ. Có ngoài thị trường thì có những cái mẫu uh, rẻ hơn nhưng mà Zemi không lựa chọn những cái phần đó cho nên là anh em đừng so sánh giá với bất kỳ đơn vị nào. Anh em thích chỗ nào thì anh em mua chỗ đó thôi nha. Mình bên mình bán xong có bảo hành cho anh em máy 2 năm luôn. Mình có thợ cho nên là mình bảo hành cho anh em 2 năm luôn. Đây là một chiếc Seiko Mod Death size 36 và dáng rất là đẹp, mặt số màu bạc chảy titanium burst. 12 cọc số là mã chúng ta còn 11 thôi tại bên gốc 3 giờ sẽ là một ô lịch ngay. Cọc số được đính thép đính trên mặt đồ và tùy theo cái ánh sáng đưa vào, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng thì nó sẽ có một tông màu khác nhau. Tuy nhiên là cái mặt này sẽ là mặt màu bạc. Logo Seiko để phía trên, phía dưới thì có dòng chữ 60 660 feet nè, 200 m. Thì cái này là để co thôi nha, chống nước của chiếc này là 50 tem. Thoải mái đi mưa rửa tay ok, không bơi lội, không sông hơi nha anh em kính sapphire hiền khí rất là đều nhau giúp cho cái sản phẩm của mình đó nó bắt sáng rất là tốt bộ vỏ sẽ là thiết không rỉ xử lý bóng bên hông dây jubilee và chiếc đồng hồ này sử dụng nấm câu chai anh em phải xả cái đèn ra như thế này đó, xả ra xong nó bung ra một cái nó có lò xo nó bung ra thì mình lấy ra xong rồi vặn lên đó, anh em nghe tiếng xè xè đó là cái tiếng của cái bộ dây cót nó thu vô cho nên là chúng ta lên tầm khoảng 20 vòng 15-20 vòng là anh em sẽ thấy nặng tay hơn đó, khi lên có xong là mình chúng ta đeo được 3 4 ngày chúng ta mới cần quan tâm là có còn nhiều hay ít. Kéo ra một nấc là chỉnh cái lịch ngày và kéo ra hai nấc chúng ta chỉnh được giờ rất dễ dàng. Đây. Chế đồng hồ này thì mình sẽ có phủ lum ở kim giờ kim phút 3 kim một lịch máy này 35 a và khi thao tác chỉnh xong anh em nhớ nhấn vô vặn lên để nó bắt vô răng. Rồi nó khóa lại như vậy là sẽ nước không vô được nha. Khóa của chiếc này nó sẽ đi theo cái cái phong cách của Rolex là khóa gài hai lớp và mình sẽ có được một cái lớp bật từ phía dưới lên này nó đó. đó nó còn dính cả siêu à chưa bật được đây uhm. từ từ để mình tháo từ cái phía trên xuống giữ lại cái này để chống trầy xước tốt hơn đó anh em thấy khóa này làm rất nét nha đẹp lắm sẽ có mốt với mình mà anh em nhận hàng mà thấy chê anh em chê mình trả lại tiền lại cho anh em cho nên là anh em cứ yên tâm nhất là anh em ở xa. Anh em có thể coi review thông qua kênh YouTube của mình, nhớ đăng ký kênh nha để nhận thông báo mình sẽ review rất là nhiều mẫu Seiko mod. À, đây là cái kênh mới cho nên là mấy cái video cũ nó mất rồi, mình phải làm lại từ từ. Kênh cũ thì bị uh, report là bán hàng giả mạo gì, mình cũng không biết nữa. Mà tất cả các video mình đều tự review hết, chắc là bên đại lý họ họ, họ, họ report thôi, tại mình bán giá mềm quá họ bán không được hay sao đó anh em bật hai lớp như thế này Nóng lên của chế đồng hồ này thì theo cái phong cách của Rolex là nó đáy kính cho nên không có gì để review mình chỉ quay để anh em thấy cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ nét luôn đẹp đó thép không rỉ 316L kính sapphire máy của Nhật Seiko bền bỉ bảo dưỡng dễ dàng à, chi phí thấp thì là một sự lựa chọn rất là hợp lý Seiko Mod thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào thích chơi sưu tầm và chúng ta lựa những cái sản phẩm chất lượng cao giá thành tốt để chúng ta tiết kiệm nhiều chi phí và mình chơi thêm những mẫu khác rất là đẹp luôn mặt số này anh em thấy nè chạy tia bắt sáng cực kỳ đẹp kính sapphire trong veo đeo lên tay thử à mình đo nha chiếc này nó có sai thiết kế thì tầm khoảng 36 thôi và chúng ta sẽ có bề dày là 12.5 lắc của chiếc này tầm khoảng 45 đó như vậy thì anh em có tay dưới 16 cm thì nên đeo sai 36 tức là anh em có tay tầm khoảng 15.7 á nên đeo 36 còn nếu mà lớn hơn chúng ta đeo size 40 39 nha 39 gần 40 tại vì thiết kế của này á, là chiếc đồng hồ này cái dáng nó là dáng sport thể thao càng đưa ngang ra cho nên là mình đeo um, tay to thì đeo size to chút xíu nó vẫn đẹp nhưng còn size nhỏ tay nhỏ thì chúng ta nên đeo cái size nhỏ hơn test phủ lâm cho anh em nè chiếc này thì vũ lâm kim giờ kim phúc thôi nhưng mà à, mình nghĩ là nó cũng rất là sáng tại mình làm nhiều chiếc seiko mod rồi mình thấy nó rất là sáng nha đây anh em thấy kim giờ kim phúc nó đã hỗ trợ sáng như thế này rồi nếu mà 12 cọc số mà vũ lâm nữa thì à, gọi là cực kỳ sáng luôn á cũng nói ok nói chung là lâm của chiếc này thì mình đánh giá cũng tầm khoảng 7 điểm 7 8 điểm hỗ trợ anh em được rồi rất là đẹp anh em thấy kim cọc cực kỳ nét luôn về giá của chiếc này thì anh em tham khảo ở phần một là tiêu đề hay là mô tả uh, sản phẩm ở bên dưới hoặc là anh em có thể nhìn vào cái hình đại diện của video này hoặc là anh em có thể nhắn vào hotline 0907 525830 không uh, hoặc là anh em cũng có thể truy cập vào website jimmywatch.com uh, vào menu C đồng hồ mode đó, đồng hồ Seiko Mod thì anh em sẽ xem được giá của những chiếc đồng hồ này cũng như những chiếc đồng hồ khác mà Benjamin đang làm. Đối với khách hàng cũ, anh em nào đã mua bên mình rồi thì nếu mà mua từ còn thứ hai trở đi thì anh em sẽ có một cái giá VIP nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm chúng ta sẽ có một cái giá tiết kiệm nhất. Còn anh em nào mới chưa giao lưu thì chúng ta hy vọng sẽ được giao lưu với nhau và sẽ được tiếp tục giao lưu ở những chiếc đồng hồ tiếp theo và sẽ được giao lưu với giá VIP từ chiếc đồng hồ thứ hai trở đi nha. Rồi cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Khi mua hàng thì Jimmy sẽ có một cái phiếu bảo hành. Đây, cam kết cho anh em 100% máy authentic, máy NH35A của Seiko, kính sapphire, thép không rỉ và bao xài 7 ngày đầu luôn. Hỗ trợ cả thể trả góp từ xa thông qua tín dụng và chiếc này Jimmy sẽ bảo hành cho anh em 2 năm về máy. Hậu máy bảo hành trong đời miễn phí ship nha. Anh em nào cần tư vấn thêm thì nhớ nhắn vào hotline cho mình 0907525830. Hoặc là chúng ta cũng có thể truy cập website nha. Nhớ bấm đăng ký kênh cùng biểu tượng chuông để nhận thông báo khi mình có những video mới. Và bấm like video dùm mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.